Xin chào tất cả anh chị, hiện tại thì Văn Quỳnh đang ở phân khu Rivera, dự án Waterboy Nam Long anh chị nhé. Hôm nay là sản phẩm nhà phố vườn đặc biệt anh chị ạ, góc 3 mặt tiền luôn anh chị nhé. Cả dự án chỉ có 2 căn thôi, là căn này đây và căn bên cạnh. Căn này thì hiện tại là căn hôm nay Quỳnh giới thiệu cho anh chị mình ha. Hiện tại thì chủ đang ký gửi lại với mức giá là 4 tỷ 8 anh chị ạ, nằm trên mặt tiền đường V4 và đường H7. Đường V4 là đường 13 m, còn đường H7 là đường 16 m anh chị nhé. Đây là toàn cảnh bên ngoài của căn nhà phố vườn này. Có diện tích đất cũng rất là đặc biệt nha. Gần bằng với biệt thự song lập luôn rồi. Đây một căn nhà phố vườn góc 3 mặt tiền này anh chị. Ở phía sau là còn một mặt tiền nữa. Chút xíu nữa Quỳnh sẽ đi ra phía sau cho anh chị mình xem. Căn này thì có diện tích đất là 8 x 15. Vì là vạt góc cho nên là còn 112 mét vuông diện tích đất, và diện tích sàn sử dụng là 115 mét vuông. Đây, phía trước căn nhà mình sẽ là chỗ đậu xe hơi anh chị nhé. Bên cạnh là có sân vườn này và lối đi bên hông khoảng 1 mét rưỡi. Lối đi bên hông là 1 mét rưỡi nha. Đây, thì căn này hiện tại là bàn giao thô anh chị ạ. Đây, bên trong là mình sẽ thiết kế cũng như các cái căn nhà phố vườn khác thôi. Ở bên này thì ngay vào cửa chính của mình thì sẽ là phòng khách này. Ở đây thì sẽ là bàn ăn và bếp. Còn bên này là một phòng ngủ này. Đây là phía sau căn nhà. Đây là một con đường phía sau này. Mặt tiền phía sau này. Nhưng con đường này là của dãy shop house phía trước nhưng mà mình vẫn được sử dụng anh chị nhé. Đây đây là phía sau mình vẫn có không gian sân vườn này. Đây. Đoạn mặt đường phía sau này thì được khoảng cỡ 5 mét anh chị ạ. Còn bên cạnh này là lối đi bên hông. Lối đi bên hông khoảng 1 mét rưỡi. Căn nhà mình. Bây giờ mình đi vào mình xem lầu 1 anh chị nhé. Một trệt một lầu. Ở dưới mình đã thiết kế được một phòng ngủ rồi, còn trên này mình có thể là thiết kế được 3 phòng ngủ anh chị nhé, hoặc là tùy nhu cầu sử dụng của mình có thể thiết kế lại thành hai phòng ngủ trên này thôi, hai phòng ngủ master. Đó. Đầu tiên thì mình sẽ có này, bên này sẽ là một phòng ngủ master này, có ban công này. Đây, đây là giấc view ban công của căn nhà mình ha. Bên này là các cái căn biệt thự vườn này, biệt thự đơn lập này. Đó, kia là dãy shop house trục 36 mét rồi anh chị ạ. Hướng bên này là mình đi ra công viên nội khu và hồ bơi, club house. Đây, đây là trục đường H7 này. Trục đường H7 này thì cư dân đã về ở rất là đông rồi. Đó. Trục đường H7 có lộ giới 16 mét luôn anh chị nha, rất là rộng. Trục thông nối dài đó. Rồi, vào trong căn nhà thì ở bên này thì nếu mình thiết kế 3 phòng ngủ trên này á, thì đây sẽ là một phòng ngủ này. Và bên này sẽ là một phòng ngủ nữa. Hoặc là mình có thể thiết kế ở đây là một cái phòng master luôn. À, bên này mình còn đặc biệt mình có thêm một cái ban công ở bên hông nữa. Đấy. À. Và đây là lối đi bên hông này. Còn đường mặt tiền phía sau này anh chị. Căn này thì được thiết kế như là biệt thự song lập luôn. Và cả dự án chỉ duy nhất 2 căn thôi anh chị nhá. Cả dự án chỉ có 2 căn thôi. Thì căn này thì như lúc đầu Quỳnh cũng đã báo cho anh chị mình rồi. Giá hiện tại là 4 tỷ 8 full thuế phí anh chị ạ. Có diện tích là ngang 8 x 15. Và vì là vạt góc cho nên là có vạt góc ở đây này. Có vạt góc ở đây cho nên là mình còn diện tích đất là 112 mét vuông và diện tích sàn sử dụng là 115 mét vuông, có thể thiết kế được 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, một bếp và phòng khách anh chị ha. Rồi, anh chị nào quan tâm hoặc là cảm thấy phù hợp với nhu cầu của mình hãy liên hệ ngay Văn Quỳnh để Văn Quỳnh hỗ trợ anh chị mình xem nhà thực tế nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ạ.